Xin chào anh chị, chúng ta lại tiếp tục đi sau bãi biển ở Hạ Long. Và hôm nay xin mời anh chị hãy chúng ta hãy tiếp tục cùng với Minh Toàn, chúng ta hãy đi xuống bờ biển. Bây giờ thời gian bây giờ đã là 18:30, nhưng thời tiết nó hơi tối một chút, video nó cũng không được sáng. Rất mong anh chị và các bạn chúng ta hết sức thông cảm cho Minh Toàn. Và để là người đầu tiên được xem các video mới về các bãi biển như là các hoạt động ở bãi biển nói riêng và về cuộc sống nói chung, thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta nhấn nút đăng ký kênh miễn phí và đồng thời nhấn vào biểu tượng cái chuông để là người đầu tiên được xem các video mới thú vị của kênh. Mỗi khi mà kênh có video mới thú vị thì sẽ thông báo cho anh chị và các bạn ngay. Hôm nay cũng là một cái ngày cuối tuần, ngày thứ bảy, chính vì thế mà bãi biển ở Bãi Cháy Hạ Long cũng khá là đông. Thường thường những cái bãi biển vào ngày cuối tuần và hơn nữa là những hôm vừa rồi là những hôm mà nắng rất là to, thành ra nhiệt độ rất là cao, thì sau những cái ngày nắng nhiệt độ cao thế thì buổi chiều mọi người có xu hướng là hay đi tắm biển. Chính vì thế mà bãi biển thì vào buổi chiều và buổi cuối tuần thì thường rất là đông anh chị ạ. Wow. Có cả trẻ con cả người lớn luôn. Thường thì bãi biển này là đến 18:30 là đóng cửa, không cho khách du lịch tắm nữa rồi và không cho người dân tắm nữa rồi. Có em gái đi tắm biển khổ thân chưa. Đáng yêu nhỉ. Đã đang yêu luôn. Tắm bãi trái. Gần hết thời gian đóng cửa bãi tắm rồi các anh chị.
Đây, như anh chị và các bạn chúng ta biết được là cái khu vực này là cái khu vực mà nó cho những cái rủ bay ấy, thành ra là nó chạy cano. Chính vì thế mà nó không cho tắm biển ở đây. Đây. Wow. Đấy, đi dù này hạ cánh an toàn và còn rất là nhiều người muốn đi dù này. Cái này bao tiền vé hả anh? 400 một người. Đây, 400 một người. Đấy, 400 một người. Đây, đây là chuẩn bị bay. Chắc chắn hết. Chuẩn bị trời tối rồi anh chị. 19 giờ kém rồi. Đây, và chúng ta xem nốt nó hạ cái quả này phát thì an toàn trên rừng. Rồi. Hạ đây. Ôi, con em gái này xinh, khá xinh. Thôi, trời bây giờ đã tối rồi. Minh Toàn xin phép là Minh Toàn dừng video này ở đây. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh anh chị và các bạn nhé. À, nhấn vào biểu tượng cái chuông nữa để là người đầu tiên được xem các em gái xinh đẹp như này. Đấy. Bye bye, xin chào.